Như các bạn đã biết rằng đó là Chen Layer 1 ở trong mùa trước ấy đã đạt được những cái sự thành công rất là lớn khi mà có rất là nhiều những cái dự án Layer 1 nó cũng đã ích khá là nhiều ở trong cái mùa 2020 và 2021. Và ở trong mùa trước ấy thì Solana là một trong cái blockchain Layer 1 mà dẫn đầu cũng như là đạt được cái mức vốn hóa rất là lớn, đâu đó là khoảng 80 tỷ ở trong mùa vừa rồi. Và chính điều đó thì cũng giúp Solana hiện tại bây giờ vẫn đang đứng vững ở trong top 10 ở trong cái thời điểm hiện tại. Và ở trong mùa này thì mọi người cũng vẫn kỳ vọng đó là blockchain layer 1 thì nó cũng sẽ có những cái sự bùng nổ rất là lớn. Như các bạn biết ở trong mùa này thì có một số những cái blockchain layer 1 mà đã ra token, ví dụ như là Sui này, Aptos, Say, Omni Saga hay là một số những cái blockchain layer 1 nữa mà chuẩn bị ra token như là Bera hay là Monad ấy. Đó thì các bạn cũng thấy là có khá nhiều những cái layer 1. Tuy nhiên ở trong đó nổi bật lên một cái dự án mà bản thân mình cũng khá là bullish cũng như là mình cũng tin tưởng cái dự án này nó sẽ bùng nổ rất là mạnh ở trong mùa này, đó chính là dự án Sui. Và đây cũng là cái dự án mà bản thân mình cũng đầu tư cũng như là sẽ nắm giữ cái dự án này đến cái mùa uptrend tới, cũng như là đặt cái kỳ vọng khá là cao vào cái dự án Sui này. Thì nhìn ở trên màn hình của mình ở đây, đây chính là trên trang chủ dự án này. Thì cái dự án Sui này bản thân mình cũng làm một số những cái video rồi. Tuy nhiên thì ở trong video này mình sẽ cập nhật thêm một số những cái thông tin mới về dự án Sui này để cho các bạn có thể nắm được các bạn nhá. Ok, thì để mình giải thích qua một chút, đó là Sui nó là một cái blockchain layer 1 và nó sử dụng cái ngôn ngữ Mu, một cái ngôn ngữ hoàn toàn mới mà giúp cho những cái nhà builder có thể là dễ dàng xây dựng một cái DApp protocol ở trên Sui một cách rất là dễ dàng hơn này. Cái thứ hai là nó giúp cho Sui nó tăng cái khả năng mở rộng cực kỳ dễ. Và các bạn biết đó là Sui nó triển khai cái khả năng mở rộng theo chiều ngang ấy, nên là những cái việc mà builder sẽ rất là dễ dàng sử dụng Sui để mà có thể là build cái hệ sinh thái của mình các bạn nhé. Đó thì như các bạn biết đó là Sui và Aptos là hai cái dự án mà cùng tách ra từ cái dự án GM của Meta Facebook. Và theo mình tìm hiểu được đó là Sui thì gần như là nó bê nguyên cái team mà phát triển dự án GM đó phát triển sang Sui. Thế nên là mình cũng khá là tâm huyết với cái dự án này là như vậy. Ở dưới này thì các bạn thấy là ở đây là một số những cái dự án nổi bật hay là những cái DApp mà cùng phát triển với dự án Sui. Ở đây thì các bạn thấy là ví dụ như là có Navi này, Alibaba Cloud, Gumi, Tsunami, Bluefin hay là Gree đây. Suiland đấy, các bạn có thể là thấy một số những cái dự án nổi bật mà phát triển trên Sui. Rồi đây là cái setup là đấy hàng đầu đúng không? Ok, thì ở dưới này đây là một số những cái thông số mà Sui hiện tại nó đã đạt được ở đây. Các bạn chỉ nhìn vào đây này, cái số lượng transaction của Sui ấy nó tăng lên đáng kể theo năm tháng. Tuy nhiên thì ở đây các bạn là thấy cái phí gas, cái phí giao dịch ở trên Sui ấy nó không hề thay đổi và nó cực kỳ rẻ ở đây này. Đây các bạn thấy là cái lượng transaction của nó tăng lên phi mã theo thời gian đây, nhưng mà cái phí giao dịch của nó vẫn nằm ngang như vậy. Thì các bạn thấy là nó khá là thành công trong cái việc mà duy trì cái mức phí giao dịch thấp, nó không như là Ethereum ấy, khi mà cái lượng transaction nó tăng lên rất là nhiều thì cái phí giao dịch của trên Ethereum nó lên cực kỳ lớn. Nếu như các bạn trải qua ở trong cái mùa trước khi mà Ethereum nó đến cái mùa uptrend khi mà có quá nhiều người giao dịch ấy, các bạn thực hiện một giao dịch mà nó hết mấy chục đô ấy thì lúc đấy các bạn mới cảm nhận được ấy. Ở dưới này họ chia sẻ về cái transaction đạt được trên dây là 297 nghìn TPS ở đây nhá. Và ở đây cái thời gian giao dịch trung bình là 400 mili giây, nó cực kỳ thấp đúng không? Rồi bên này đây là họ chia sẻ về cái total value, ở đây họ đạt đỉnh là 617 triệu này. Đó thì tí nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết sau để các bạn nắm kỹ hơn. Rồi ở dưới này họ thống kê về cái lượng active user, những cái ví active mới ấy, mà đến thời điểm hiện tại là 15,7 triệu cái ví đã active trên hệ sinh thái của Sui nhá. Và tổng cái số lượng transaction mà đã được chuyển ở trên Sui là 4,34 tỷ transaction đây, và con số rất là đáng nể đúng không? Đó thì khi mà kéo xuống dưới này ấy, thì các bạn có thể là xem về những cái sự kiện mà Sui nó tổ chức, những cái buổi hackathon hay là những cái buổi mà chia sẻ về Sui ở một số nơi, ví dụ
Ví dụ như là ở đây về ngày 17 tháng trước ở đây thì họ cũng triển khai cái chương trình đó là Sue Bieder House ở Singapore này. Rồi cái tiếp theo ở đây họ cũng triển khai ở trong những cái thời điểm mà vào tháng 7 các thứ ấy, là họ cũng triển khai về việc giới thiệu blockchain Sui bên Hàn Quốc. Rất là nhiều những cái sự kiện Sui các bạn có thể là vào các bạn xem đúng không? Đó thì đến đây thì các bạn cũng đã hiểu được về Sui này. Khi mà vào đây này các bạn có thể là vào các bạn tìm hiểu thêm một số những cái keyword hay là một số những cái thông số ở đây. Ví dụ ở đây là ngôn ngữ Mu thì như mình nói ngôn ngữ Mu thì nó có rất là nhiều những cái ưu điểm mà dễ sử dụng này, giúp cho builder dễ build những cái hệ sinh thái và nó tăng cái khả năng mở rộng rất là tốt. Và khi mà sử dụng ngôn ngữ Mu ấy là cái phí giao dịch nó giảm xuống rất là thấp. Rồi cái tiếp theo là cái zk login này, thì như các bạn biết đây là cái phần mềm, cái ứng dụng mà Sui nó cũng đã giới thiệu trong cái thời gian trước ấy. Thì đối với lại zk login này á, đó là khi mà các bạn đăng nhập vào những cái nền tảng như Google, Microsoft hay là Facebook hay một số những cái trình duyệt Web 2 của chúng ta bây giờ ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là kết nối với lại ví của Sui một cách rất là dễ dàng hơn. Mình lấy ví dụ như là khi mà các bạn đăng nhập vào một cái nền tảng nào đấy nhá, ví dụ như là đăng nhập vào chỗ cái trang token unlock này này, sau đó thì các bạn kết nối mail, các bạn chỉ click một cái là nó sẽ tự động kết nối. Thì đối với lại Sui với cái công nghệ zk login này này, thì các bạn cũng sẽ đăng nhập vào ví dụ như là Google này, Facebook này, Microsoft các thứ đấy, thì các bạn có thể là đăng nhập tương tự giống như vậy. Cái thao tác nó rất là dễ, thì đó là một cái mà mình nghĩ là nó sẽ giúp Sui có thể là tiệm cận đến những cái thế giới web 2, đưa vào thế giới web 3 một cách rất là dễ dàng, như là tiếp cận được rất là nhiều người đúng không? Đó thì cái này thì mình đánh giá khá là cao nhé. Về cái tiếp theo đó là về cái QoS này, đó là với cái việc mà nó triển khai cái công nghệ này ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà các bạn có thể là triển khai những cái dự án blockchain liên quan đến những cái mảng gọi là reward asset ấy, đưa những cái tài sản thực mã hóa cần hay là đưa những cái tài sản vào thế giới blockchain một cách rất là dễ dàng hơn. Thì Sui nó có cái QoS này là một cái công cụ hỗ trợ rất là đáng kể trong cái việc mà giúp cho các bạn triển khai những cái mảng nó giống như vậy đó. Và ngoài ra ở đây thì nó còn một số những cái công nghệ ở đây thì các bạn có thể là vào các bạn tìm hiểu sâu hơn đó, hay là ở đây các bạn là nhà builder thì các bạn có thể là vào đọc tìm hiểu chi tiết về code hay là về công nghệ rồi cách build như thế nào để nó bắt đầu trên Sui ấy. Đó thì các bạn có thể là vào các bạn tìm hiểu sâu hơn nhá. Mình chia sẻ qua như thế để cho các bạn có thể là nắm được rồi đúng không? Và cái tiếp theo thì khi mà sang đây các bạn thấy là Sui hiện tại bây giờ cái số lượng follow ở trên Twitter của nó là 684.000 người theo dõi đây này. Và ở đây thì họ cũng đăng rất là nhiều những cái bài đăng, ví dụ như là ở 53 phút trước ở đây thì ở đây họ cũng chia sẻ về cái việc mà họ kết hợp với lại Dutch Time ở đây các bạn nhé. Đó hay là 10 giờ trước đây là những cái bài đăng ở đây này. Rồi hay là ví dụ như là họ tổ chức những cái sự kiện, đây là cái sự kiện mà KBW 2024 trong cái tuần vừa rồi thì họ chia sẻ ở đây thì các bạn có thể là vào xem chi tiết hơn. Rồi rất là nhiều những cái việc mà họ quảng cáo cũng như là hợp tác trên những cái nền tảng nào, hay là dưới này là những cái buổi AMA ấy, để mà chia sẻ với Sui đó, thì các bạn có thể là vào các bạn xem chi tiết hơn nhé. Đây này, ví dụ như là Sui nó triển khai về cái reward set ấy, đó họ sử dụng cái công nghệ như thế nào hay là cách triển khai như thế nào, các bạn có thể là vào đọc chi tiết hơn. Và đối với Sui ấy, như các bạn biết đó là hôm trước thì Glacier ấy nó cũng chọn Sui làm cái quỹ gọi là Sui chớt để cho những nhà đầu tư có thể là tiếp cận và mua Sui thông qua cái quỹ Sui chớt của Glacier. Cái đấy là mình đánh giá rất là cao. Các bạn biết đó là ở thời điểm trước thì Glacier nó cũng rất là thành công trong cái việc mà tạo cái quỹ Bitcoin chớt và Ethereum chớt ấy. Sau khi mà có ETF thì nó cũng đã bán như chốt lời rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, thì hiện tại bây giờ nó cũng mở lên cái Sui chớt. Thế nên là chúng ta cũng nhìn nhận nó là Sui nó cũng sẽ là một cái blockchain mà phát triển dài hạn cũng như là có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai đúng không?
Ok, và cái tiếp theo thì về cái ăn lẩu Tucanomic thì khi mà vào đây các bạn thấy là hiện tại thì Sui nó đến cái thời điểm mà ăn lẩu cho những cái quỹ và thường thường phát sinh hàng tháng ở đây. Đó, và cái lượng ăn lẩu token của nó ở thời điểm hiện tại đang là 2,7 tỷ ở đây các bạn nhé. Ở đây chúng ta thấy là đến tầm cuối năm 2025 thì nó ăn lẩu đâu đó là khoảng hơn 3 tỷ ấy. Ở bên trang này ấy, thì nó đang có cái sự lệch hơn so với lại ở bên token unlock thì là này bị khóa mình chưa nào cũng tiền, và như các bạn thấy là ở đây này sang đến tận 2026 thì các bạn thấy là nó mới đạt tới gần 4 tỷ, tức là chúng ta căn ke khoảng giữa 2025 nó là uptrend thì đâu đó là khoảng 3 tỷ 3, 3 tỷ rưỡi ở ở đây đâu đó là khoảng 3 tỷ 3, thì ở thời điểm hiện tại nó đang là 2 tỷ 7 ấy, thì nó phát sinh đâu đó là khoảng 600 700 triệu token nữa thì là một cái số lượng mà phát sinh nó cũng không quá lớn đúng không? Đó, đó là về cái lịch ăn token của Sui này. Cái tiếp theo đó là ở bên đây là bên DeFiDaMa thì các bạn có thể là xem check cái hệ sinh thái của Sui. Như các bạn biết đó là Sui bắt đầu từ thời điểm cuối năm 2023 đến thời điểm hiện tại thì cái TVL của nó vẫn tăng khá là nhiều, và đến thời điểm đỉnh điểm nó đạt đâu đó là khoảng 750 triệu đô ở đây, và thời điểm hiện tại thì nó cũng đã có cái sự suy giảm thì nó đang đâu đó là khoảng 600 triệu ở thời điểm hiện tại. Hôm vừa rồi nó giảm xuống đâu đó là 400 triệu mà cái hôm mà đầu tháng 7 mà có mà thị trường mà sập ấy, các bạn thấy là nó cũng có cái sự sụt giảm sâu như thế nhưng mà nó lại tăng lại rất là nhanh đúng không? Ở đây này các bạn để ý cái hệ sinh thái của nó ấy, thì có rất là nhiều những cái dự án khá là ngon về cái công nghệ hay là về cái hướng đi cách làm thì khá là ok. Ví dụ như nổi bật đây chúng ta thấy là có Navi này, Scapelot, Cetus này, Suiland này. Rồi ở dưới này đây là cái dự án Atomos Finance hay là Tubot, rồi Criza, Bufalin này. Đấy mấy cái dự án mà mình thấy khá là nổi bật và làm khá là bài bản. Còn kéo xuống dưới này chúng ta thấy là cái hệ sinh thái của Sui ấy, nó vẫn đang hoàn thiện hơn. Như các bạn biết đó là hôm trước thì mình mới cách đây khoảng tuần hay là chục ngày thì đấy mình check thì Sui nó đang có 31 dự án, thì hôm nay đã thấy là 33 rồi, thì cái hệ sinh thái của Sui nó vẫn đang khá là hoàn thiện dần, nó cũng đang mở rộng khá là tốt đúng không? Đó là về cái TVL. Và cái tiếp theo thì về cái quỹ đầu tư thì như các bạn biết đó là Sui thì là một trong những cái blockchain mà được đầu tư bởi rất là nhiều những cái quỹ lớn như là Rayfund, cái số tiền rất là lớn ấy. Ở đây nó huy động số vốn là 385 triệu đô. Nó trả cho cái FTX đâu đó là 90 triệu, thì Sui nó cũng raise vốn đâu đó là khoảng gần 300 triệu đô ở đây, và đặc biệt đó là Sui nó raise vốn được từ rất là nhiều những cái ông lớn. Ở đây các bạn thấy là có A16Z nó lead ấy, nó đầu tư trong cả vòng Series A, Series B, và thằng Lightspeed Venture này đầu tư vòng Series A, Series B. Đó, ngoài ra các bạn thấy là có Zoom để mà lái giá làm màu màu ấy, đầu tư vòng Series B, và Binance đầu tư vòng Series B ở đây. Rồi, ở đây còn rất là nhiều cái quỹ khác nổi bật như là Hack Venture hay là Samsung Next ở đây, Coinbase Venture. Đó, ngoài ra thì còn một số những cái quỹ khác thì cũng có tham gia đầu tư ở trên Sui. Nói chung là về cái quỹ đầu tư thì khá là nổi bật, khá nhiều Tier 1 cũng có sự thành công rất là lớn ở trong cái mùa trước đúng không? Nên là về cái khoản tiền đầu tư là về quỹ thì rất là ok rồi. Và cái cuối cùng ở đây là giá của Sui thời điểm hiện tại đang là 0,79 và cái cap Sui đang là 2,1 tỷ ở đây các bạn nhé. Đó, theo cái lệnh unlock tokenomics thì hiện tại Sui đang unlock đâu đó là 2,7 tỷ ở đây trên tổng cái cung là 10 tỷ như mình nói ấy. Đó là sang cuối năm 2025 thì nó unlock đâu đó khoảng 3 tỷ 3, 3 tỷ rưỡi thì nó unlock nó không không phát sinh quá lớn nữa. Nên là có nhiều bạn hỏi mình ấy, đó là Sui nó unlock hàng tháng đều như vậy thì có sợ sập hay không? Cái quan trọng ấy đó là chúng ta thấy là tổng cái lượng Sui nó unlock đến thời điểm mà chúng ta căn ke nó là đỉnh uptrend là cuối 2025 ấy, thì nó đâu đó là khoảng 3 tỷ rưỡi thì nó phát sinh không quá lớn như vậy, nên là chúng ta cũng không quá lo lắng đúng không? Và các bạn biết đó là ở mùa trước thì cái dự án như là Polkadot thì nó cũng lên đâu đó là khoảng 50 tỷ, thì ở trong mùa này chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng Sui nó đạt đến những cái vùng 40-50 tỷ cap ở trong mùa này, tại vì vốn hóa mùa này nó lớn hơn này, và cái cách làm như là cách điều xu rất là bài bản, nó làm như vậy và có Grayscale quyền trước rồi, nên là chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng.
xui nó sẽ có mức giá và cap khá là cao ở mùa này, nên là ở thời điểm hiện tại cũng là những cái vùng đầu tư nó cũng khá là tốt trong xu hướng đầu tư dài hạn của cái dự án xui trong tương lai. Còn đâu là nếu như chúng ta có thể chờ nó điều chỉnh về những cái vùng khoảng 0,6 thì là đẹp nhất để cho chúng ta có thể là lên thuyền mà set up cho ngõ uptrend tới, đúng không? Bản thân mình thì cũng cũng sẽ chờ đến những cái vùng đó để mà có thể là mua thêm xui để hold thêm xui cho cái mùa uptrend tới các bạn nhé. Ok, thì trên đây là cái bài chia sẻ mình về dự án xui của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình like như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và ở bên đây này, đây là trên trang chủ Twitter của mình. Nếu như các bạn chưa follow thì hãy follow để được cập nhật cái thông tin mới nhất và nhanh nhất trong thị trường cryptocurrency các bạn nhé. Và bên đây là cái kênh YouTube Ngọc Tuyên Crypto của mình. Trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều những cái dự án tiềm năng để các bạn có thể là tìm hiểu đầu tư trong mùa 2024-2025 các bạn nhé. Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.